Dạ, cảm ơn bà con trở lại với miền Tây Hậu Giang. Tiếp tục miền Tây Hậu Giang xin phép cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Thông tin cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau. Tất cả các xã, phường, thị trấn ở Hậu Giang đều đang ở cấp độ dịch 3, vùng cam, nguy cơ cao. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế thông báo cập nhật công bố đánh giá cấp độ dịch đối với xã, phường, thị trấn, gọi chung là xã, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo hướng dẫn tạm thời, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tính đến 12 giờ ngày 10 tháng 1 năm 2022, theo đó có 75 xã, phường, thị trấn đều ở cấp độ dịch 3, cam, nguy cơ cao. Không có địa phương cấp xã đánh giá ở mức độ dịch cấp 1, cấp 2 và cấp 4. Trong tháng 11, số người nhiễm COVID-19 cộng đồng tại Hậu Giang luôn ở mức cao. Tính riêng hôm qua, ngày 10 tháng 1, toàn tỉnh có đến 485 trường hợp nhiễm cộng đồng. Trong khi số trường hợp phát hiện nhiễm mới là 495 bệnh nhân. Tổng cộng đã có hơn 20.700 bệnh nhân COVID-19 được ghi nhận từ đầu dịch, trong đó 17.751 người được chữa khỏi và xuất viện. Tổng cộng 125 bệnh nhân tử vong. Hiện còn hơn 2.800 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, trong đó hơn 40% đang điều trị tại nhà là những F0 không triệu chứng. Sở Y tế yêu cầu các xã được cập nhật đánh giá cấp độ dịch cấp 3, bao gồm các xã không thay đổi cấp độ dịch so với lần đánh giá trước và các xã mới nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3, tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng thích hợp theo mức độ dịch cấp 3 quy định tại quyết định số 1988 ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy định hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Công văn số 2324 ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Thời gian áp dụng các biện pháp hành chính đối với các xã mới nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 kể từ 12 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2022. Các khu vực hiện phong tỏa hoặc thiết lập cách ly y tế do có ca mắc COVID cộng đồng tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế, ai ở đâu thì ở yên đó để phòng chống dịch theo hướng dẫn tại quyết định số 3986 ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế. Công điện số 1168 ngày 7 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và quyết định thiết lập vùng cách ly y tế của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước đó, theo công bố cấp độ dịch tính đến 12 giờ ngày 16 tháng 12, trong 75 xã, phường, thị trấn, chỉ còn 4 xã cấp độ dịch 2 vùng vàng nguy cơ trung bình là xã Long Phú, xã Long Trị, phường Trà Long, thị xã Long Mỹ và xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Còn lại 75 xã, phường, thị trấn còn lại của 8 huyện, thị, thành phố đều ở cấp độ dịch 3, cam, nguy cơ cao. Tiếp theo, phần tin COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tính từ 18 giờ ngày 10 tháng 1 năm 2022 đến 18 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2022. Từ 18 giờ ngày 10 tháng 1 đến 18 giờ ngày 11 tháng 1, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 491 ca mắc mới bao gồm 3 trường hợp về từ ngoài tỉnh. Tỉnh Bình Dương 1, tỉnh Đồng Nai 1, thành phố Hồ Chí Minh 1. 13 trường hợp là F1 được cách ly tập trung. Thành phố Ngã Bảy 9, huyện Vị Thủy 4. 475 trường hợp là ca mắc cộng đồng. Huyện Châu Thành 34, huyện Châu Thành A 12, huyện Long Mỹ 16, thành phố Ngã Bảy 61, huyện Phụng Hiệp 230, thị xã Long Mỹ 48.
thành phố Vị Thanh 7, huyện Vị Thủy 67. Tính từ đầu đợt dịch ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 21.212 ca mắc, đã được Bộ Y tế công bố 14.237 ca, trong đó có một ca mắc là người về từ Campuchia, 1.286 ca mắc là người về từ ngoài tỉnh, 3.458 ca mắc là F1 đã được cách ly tập trung, 15.765 ca mắc cộng đồng và 702 ca mắc trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng. Tình hình điều trị bệnh COVID-19, tổng số ca được điều trị khỏi trong ngày 270 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi tính từ đầu đợt dịch đến thời điểm hiện tại 18.021 ca. Tử vong tại tỉnh trong ngày có 9 ca. Tổng số ca tử vong đến thời điểm hiện tại 134 ca. Thông tin 9 ca tử vong như sau. Bệnh nhân NVM, địa chỉ xã Thành Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, điều trị tại bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Phụng Hiệp. Bệnh chuyển biến nặng, đã tử vong lúc 17 giờ ngày 10 tháng 1 năm 2022. Bệnh nhân LVHM, địa chỉ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, điều trị tại bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Phụng Hiệp. Bệnh chuyển biến nặng, đã tử vong lúc 12 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2022. Bệnh nhân TVT, địa chỉ xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điều trị tại trung tâm ICU bệnh viện phổi tỉnh. Bệnh chuyển biến nặng, đã tử vong lúc 16 giờ 15 phút ngày 10 tháng 1 năm 2022. Bệnh nhân TVS, địa chỉ thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, điều trị tại trung tâm ICU bệnh viện phổi tỉnh. Bệnh chuyển biến nặng, đã tử vong lúc 16 giờ 15 phút ngày 10 tháng 1 năm 2022. Bệnh nhân NTM, địa chỉ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, điều trị tại trung tâm ICU bệnh viện phổi tỉnh. Bệnh chuyển biến nặng, đã tử vong lúc 9 giờ 10 phút ngày 11 tháng 1 năm 2022. Bệnh nhân NTH, địa chỉ thị trấn Gạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, điều trị tại bệnh viện phổi tỉnh. Bệnh chuyển biến nặng, đã tử vong lúc 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1 năm 2022. Bệnh nhân NVB, địa chỉ phường Tư, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điều trị tại bệnh viện phổi tỉnh. Bệnh chuyển biến nặng, đã tử vong lúc 9 giờ 10 phút ngày 7 tháng 1 năm 2022. Bệnh nhân NTTH, địa chỉ phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điều trị tại trung tâm ICU bệnh viện phổi tỉnh. Bệnh chuyển biến nặng, đã tử vong lúc 16 giờ 5 phút ngày 7 tháng 1 năm 2022. Bệnh nhân NTM, địa chỉ xã Chinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, điều trị tại trung tâm bệnh viện phổi tỉnh. Bệnh chuyển biến nặng, đã tử vong lúc 13 giờ 50 phút ngày 11 tháng 1 năm 2022. Chuyển tuyến điều trị 3 ca, trong đó 1 ca tử vong và 2 ca đã điều trị khỏi. Tổng số ca đang được cách ly điều trị 3.054 ca, trong đó điều trị tại nhà 1.457 ca, chiếm tỷ lệ 47,71%, hiện tại sức khỏe ổn định. Tầng 1, 819 ca, chiếm tỷ lệ 26,82%, hiện tại sức khỏe ổn định. Tầng 2, 677 ca, chiếm tỷ lệ 22,17%, trong đó 15 ca viêm phổi mức độ trung bình, 112 ca viêm phổi nhẹ, 116 ca viêm đường hô hấp trên cấp tính. Các trường hợp còn lại sức khỏe ổn định. Tầng 3, 101 ca, chiếm tỷ lệ 3,31%, trong đó tại bệnh viện phổi 79 ca, trong đó 59 ca viêm phổi nặng, 8 ca viêm phổi nhẹ, các trường hợp còn lại sức khỏe ổn định. Tại bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Vị Thủy 22 ca, trong đó 22 ca viêm phổi nặng. Tình hình giám sát phòng chống dịch COVID-19. Số người từ ngoài tỉnh về địa phương ghi nhận được trong ngày 11 tháng 1 năm 2022 là 248 người, giảm 105 người so với ngày 10 tháng 1 năm 2022. Đã cách ly tại nhà 2 người, thực hiện khai báo y tế 246 người.
Tổng số cách ly tại nhà và nơi cư trú hiện còn 4.114 người. Số người được tự theo dõi sức khỏe hiện còn 3.146 người. Số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện tại các cơ sở y tế trong ngày là 1.093 mẫu, trong đó test kháng nguyên 1.007 mẫu, PCR 86 mẫu. Tình hình tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19, tỉnh Hậu Giang vẫn tiếp tục chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân, trong đó độ tuổi từ đủ 12 đến dưới 18. Tính đến cuối ngày 11 tháng 1 đã tiêm được 143.868 liều, 73.337 người trên 70.423 người, đạt tỷ lệ 104.14%. Trong đó 70.531 người đã tiêm 2 mũi, 2.806 người mới tiêm mũi 1. Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên tính đến cuối ngày 11 tháng 1 đã tiêm được 1.031.346 liều, 530.842 người trên 536.163 người, đạt tỷ lệ 99.01%. Trong đó 500.504 người đã tiêm 2 mũi, 30.338 người mới tiêm mũi 1. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người được tiêm vaccine là 604.179 người, trong đó 571.035 người đã tiêm đủ 2 mũi, 33.144 người mới tiêm 1 mũi, đạt tỷ lệ 99.60% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên, 606.586 người. Ngoài ra, tỉnh đang triển khai tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho người đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản. Đến cuối ngày 11 tháng 1 năm 2022, đã tiêm được 83.145 liều. Vâng, cảm ơn bà con đã theo dõi video ngắn chia sẻ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Nhờ bà con mình chia sẻ cũng như đăng ký kênh miền Tây Hậu Giang để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Hậu Giang cũng như các khu vực lân cận. Xin cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại bà con mình trong buổi phát tiếp theo trên kênh miền Tây Hậu Giang ạ.